review. Yeah. Và nhiều thứ khác nữa. Đây là một cái nón lúc nó còn trắng trơn nha, chưa có gì hết nha. Gửi cho bác sĩ nha. Bao nhiêu mình nó quay lại lấy nón cho bác sĩ. Không sao, né logo hoặc mình chế cái logo đó thành một cái hình gì rồi mình vẽ xung quanh những cái hình khác liên kết với cái đó. Hoặc là con không cần để ý tới nó, con vẽ bất cứ cái gì lên cũng được. Trời ơi. Để con xếp cho ba, đừng có xếp đại. Ba đâu có xếp đại, ba lụm lên cho con thôi. Rồi giờ ba dựng lên nè. Đó. Rồi, xếp xong cái ba nha. Hiện nay thì mình đang rất là hồi hộp nha. Bởi vì đó là cái nón mình rất là cưng, mình rất là thích. Bởi vì nó vừa lưới và vừa có lưỡi chai và vừa có màu nữa. Nhưng mà mình rất là thích màu sắc. Giống như mọi người nhìn từ trên đầu mình xuống dưới nha. Đó là màu sắc không, cho nên là muốn cát cho cái nón này nó màu sắc nhiều hơn nữa, để nó đẹp hơn nữa. Và bây giờ chờ đợi họa sĩ cắt cát design cho mình một cái nón. Họa sĩ lỡ làm rớt màu rồi nên xếp hơi lâu. Xong chưa họa sĩ? Chà, họa sĩ ngồi cái bàn nè. Cái bàn này họa sĩ mua đâu, đẹp quá trời đẹp vậy họa sĩ. Ồ, tại sao họa sĩ lại trang trí cái bàn nhiều hình đẹp quá vậy? Ôi, 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 ôi. Tại họa sĩ có sở thích trang trí. Nhưng mà lý do là tại sao họa sĩ lại dán đầy lên cái bàn? Cái bàn nó trống trơn những cái dưới. Chứ không phải họa sĩ mua cái bàn đẹp mà người ta giao cái bàn xấu đó họa sĩ. Họa sĩ mua một cái bàn màu hồng rất là đẹp nha. Có cái khe để iPad, rồi để cong vô, để sát vô cái bụng họa sĩ. Nói chung là màu hồng bằng nhựa đẹp lắm. Cái người ta giao tới cho họa sĩ cái bàn không giống như cái hình, chứ giống như order. Họa sĩ quạo tư chiều tới giờ luôn. Đó, cũng hên giờ họa sĩ hứng lên họa sĩ vẽ đó nha. Đó, mua đồ trên app trên mạng đó mà bị vậy. Bác sĩ có thể cho biết ID gì không bác sĩ? Chưa. Cái ý nghĩa của nó là cái gì? Hiện tại nó đang có cái gì chứ gì? Quay qua cho bà coi coi. Cho bà coi. Xong mới giải thích luôn một lần hả? Xong rồi hả Cát? Dạ chưa xong, kệ hôm nay hết ý tưởng này con không vẽ nữa. Để ngày mai vẽ tiếp hả? Coi như là hôm nay là ý tưởng mình chỉ có tới nhiêu đây thôi. Đâu cho ba quay qua coi cái coi. Đây là bông hoa nè. Ừ. Mấy con này nè, quả bơ nè. Hai con này đang vui, tự nhiên con này nó đang cầm bông bóng, cái nó thấy hai con này giơ tay, nó giơ tay theo, ai ngờ rớt bông, nó bay bông bóng. À, cái nó buồn. Còn cái dài này. Ừ. Không giống thế này. Rồi, vậy là bye bye Cát, ngày mai là tiếp tục vẽ cái nón cho ba nha. Bây giờ Cát sẽ tiếp tục vẽ cái này nha. Hôm nay Cát đã có ý tưởng chưa? Giữ bí mật ha. Coi như bây giờ ba và mọi người lại tiếp tục chờ đợi coi cái nón này nó sẽ ra hình thù gì, có hình dạng gì, và nó sẽ là một cái sản phẩm có đẹp hay không. Tiếp tục, bye bye, hẹn gặp lại chút nữa. Thank you.
Sao? Cái nón đã hoàn thành chưa? Đẹp không? Đẹp. Đâu? Quay ra cho mọi người coi coi. Nhắm mắt. Ok rồi, nhắm mắt ba luôn. Rồi nhắm mắt nè, rồi nhắm mắt. Rồi đây. Chưa? Hả? Đây. Wow. Ơi, phải nói thật sự là bà không ngờ luôn á. Bà không ngờ là những cái tình tiết nhỏ mà các trẻ được vậy là rất là cực, rất là tỉ mỉ và rất là mệt mỏi mắt, mỏi tai luôn á. Không có mỏi. Không có mỏi. Mà sao các được các có thể vẽ được cái đó hay vậy? Tại hôm bữa con học với cô mấy cái nét này. Uổng quá à, mấy chỗ này sao nó bị lem lem vậy? Mấy chỗ này nè, đó, mấy chỗ này nè. Tại dùng đúng màu thì nó sẽ không bị, tại vì cái này nó là màu lông á, cho nên là nó bị lem. Với lại con xài màu cái đầu bự, còn mấy cái chi tiết này thì con xài bằng đầu nhỏ nên nó không bị lem. Rồi, vậy ba cảm ơn Cát nhiều lắm nha. Ba đeo lên. Gọi lên nặng. Wow, kể từ hôm nay ra đường sẽ có cái nón mà rất là hãnh diện. Vì cái nón này là con gái mình vẽ tặng cho mình. Cái nón này là kêu là gì biết không? Có 102. Không ai có được cái nón này luôn. Ba cảm ơn Cát nhiều nha. Dạ. Thank you, hôn một cái nè. Hôn một cái. No. Hôn một cái cảm ơn con ơi. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái cho nữa à. Cát kỳ quá à. Các chào khán giả qua đi. Bye bye mọi người. Cảm ơn Cát nha. Cảm ơn Cát rất nhiều đã dạy cho ba cái nón. Mọi người thấy cái nón này có đẹp không? Chứ Huy Khánh thì thấy nó rất là đẹp mà ý nghĩa nữa. Nó là thuộc dạng có 102 luôn đó. Cảm ơn Cát. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.